Hồi 4 giờ sáng nay ngày 8 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới vào khoảng 21,2 độ Vĩ Bắc, 104,8 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực phía Tây Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 từ 39 đến 49 km h giật cấp 7, di chuyển theo hướng Tây, tốc độ từ 10 đến 15 km h Vùng biển Vịnh Bắc Bộ bao gồm huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, hôm nay còn có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Khu vực sâu trong đất liền Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, Dự báo thời tiết hôm nay đến sáng mai, ngày 9 tháng 9, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, phía đông bắc bộ và thanh hóa có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to, đến rất to và rông với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50 mm, có nơi trên 100 mm. Riêng khu vực vùng núi có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100 mm, cục bộ có nơi trên 200 mm. Phía Tây Bắc Bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200 mm, cục bộ có nơi trên 350 mm. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.